nó đô nằm đâu trên dàn phím, tức là trên keyboard. Trong tay trung nhớ bên tay phải, tay tay trái. Đầu. Đầu. Không học nói đi. Ở cái phím trắng đầu tiên là cái hai cái nhóm. Đúng rồi, hồi đấy mình nói nhờ những cái đen mà mình định vị được tay nút nhạc. Cái nốt đô là nốt nằm bên tay trái của hai phím đen. Nhớ chưa? Chúng ta có hai phím đen, ba phím đen, hai phím đen, ba phím đen. Thì cái nốt đô là nằm bên tay trái của hai phím đen. Anh Vi nói lại đi, nốt đô nằm ở đâu? Đô là nằm bên tay trái của hai phím đen. Đúng rồi. Phím thứ nhất từ bên trái qua. Đây, về vượt. Thì chúng ta phải nhớ, nhìn vào cái đàn đó, thì chúng ta có bao nhiêu nốt đô là tất cả những cái chỗ mà hai phím đen một, hai phím đen một, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào trong cái bảng mà tôi vừa phát cho các bạn đó. Nốt đô rê mi fa sol la si này đó, thì theo cái cách đọc của người Mỹ thì nó đọc bằng cái gì? Người Mỹ thì đọc bằng cái gì? Si. Đúng rồi, người Mỹ thì dùng cái mẫu từ La Mã A B C D E F G. A là nốt gì đấy? La. Nghĩa? A là nốt gì vậy? La. À, đúng rồi, A là nốt La. Người Âu Châu thì dùng cái hệ thống Do Re Mi Fa Sol La Si. Việt Nam mình học từ người Pháp, cho nên mình học Do Re Mi Fa Sol La Si. Bây giờ chúng ta qua Mỹ, thì chúng ta lại lấy cái system của người Mỹ A B C D. Thành ra chúng ta phải học cả hai. Chúng ta phải học cả hai. Tức là chúng ta vẫn học Do Re Mi Fa Sol La Si như thường, và chúng ta phải biết ABCD là cái gì. À, tới đây chúng ta sẽ nói rõ hơn cái điều đó. Ok. Thế thì lần trước tôi có nói tại sao mà người Mỹ không lấy cái nốt La là nốt, cái chữ E là nốt Do. Bởi vì theo cái trình tự của mẫu từ, à xin lỗi, trình tự của bảy cái nốt thiên nhiên là Do Re Mi Fa Sol La Si. Mà cái trình tự của ABCD, ABCD đó là nốt E là cái chữ đầu tiên. Tại sao không rớt cái chữ E vào nốt đô và lại rớt chữ E vào nốt La? Tôi cách nghĩa rồi, không biết còn nhớ không? Ai có thể nói cái đó nghe không? Rồi, con nói đi. Nói này nó nhớ dữ ta. Tại sao con? No, câu trả lời của con sai. Thì đương nhiên là nó E nó trước đô, nhưng mà E phải nói là trước đi, nhưng mà phải trước si, đúng không? Đô là chữ si. À, nhưng mà tại sao không lấy cái chữ E gắn vào nó đô, mà lấy chữ E gắn vào nó la? Cái này trong sách này không có dạng. Các bạn không tìm được những cái đó nằm trong sách âm nhạc, mà chúng ta học được cái chữ đó trong sách khác. Sách đó là sách âm học, acoustic, âm học chứ không phải là hợp âm. Âm học, tức là chúng ta học về âm thanh nói chung. Cái môn học đó nó gọi là âm học. Lúc mà tôi học ở lớp đệ tứ, lớp đệ tứ tức là lớp 9 bây giờ này, vậy sau này chứ không phải bây giờ, thì trong cái môn vật lý tôi có học 3 môn, 4 môn, điện, quang học, âm học, động học, đó đại khái như vậy. Thì trong đó có một cái môn gọi là âm học. Thì trong cái môn âm học đó, nó có nói tới cái nốt la này. Nốt la đó là nốt gì đấy? Nốt la đó là cái nốt đầu tiên mà những người làm ra những cái nhạc cụ này phải nghĩ tới để chọn một cái nốt để mà mọi người phải theo để lên dây đàn. Nó có cái gọi là diapason, tức là cái âm thoa. Cái âm thoa đó người ta dùng, người ta gõ vào một chỗ nào người ta nghe, nó phát ra cái nốt đó là nốt la. À, cái nốt đầu tiên để cho tất cả nhạc sĩ trong một cái ban nhạc sử dụng nó để mà lên dây, chuẩn lại tiếng kèn, chuẩn lại, chuẩn bị lại tiếng đàn, guitar, violin này cái loại vân vân, thì cái nốt đó là nốt la. Nốt la đó là cái nốt chuẩn, nó là nốt đầu tiên để người ta dùng nó như là cái kilo, là cái mẫu chuẩn để người ta từ đó người ta cân vân vân. Đấy, nhớ nhé, cái đó là tôi suy diễn từ cái việc mà cô học được trong âm nhạc, nó không có nói trong sách học âm nhạc, không có.
Ok. Thế thì nếu chúng ta nói đến A, B, C, D thì chúng ta phải kể là E là La, dễ lắm, A La, dễ nhớ lắm nha. Cái chữ E nó là biểu tượng của nốt La. Thành ra chúng ta đọc A, B, C, D, E, F, G, đọc theo A, B, C của tiếng Anh. À, nếu mà chúng ta đọc theo mẫu từ A, B, C, D mà đọc theo cái kiểu của mình hay đọc theo Pháp thì là A, B, C, D, E, F, G. Nhưng mà vì chúng ta học theo cái system của Mỹ, cho nên chúng ta phải dùng cái cách đọc của mẫu từ A, B, C, D, chứ không nói A, B, C, D. Đó, cái đó là thống nhất như vậy. Và chúng ta biết là có 7 nốt, tức là từ nốt La cho đến nốt Son. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son. Tức là A, B, C, D, E, F, G. Tới đây các bạn, trong sau bài học này các bạn phải nhớ cái điều đó nữa. Ngoài cái việc học Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, phải đọc A, B, C, D, E, F, G. Và cái A, B, C, D, E, F, G rồi phải đọc ngược lại. À, thì là G, F, E, D, C, B, E. Cái đó hơi khó đấy nhé. Đúng không ạ? Nhưng mà step by step, từng bước chúng ta phải làm được cái chuyện đó. Và không có cái gì để chúng ta nhớ được nếu chúng ta không tập. Cái bộ nhớ của chúng ta đối với những người lớn tuổi thì nó luôn bay dần. Mà trong lớp này tôi là cái người lớn tuổi nhất. Thì tôi thua ông này thì phải. Thua phải không ạ? À, tôi thua ông này một tuổi. Ok. Thế thì cái bộ nhớ của tôi bây giờ nó nhòe lắm. Cho nên tôi hiểu điều đó. Cho nên khi mà tôi hướng dẫn các bạn học thì tôi luôn luôn nhắc tới cái chuyện là tập cho cái miệng mình đọc cho nó quen. Miệng mình nó đọc cho nó quen. À, mình đọc quen rồi mình đọc đi đọc lại nó tới được luôn. Và nhiều khi không đưa vào bộ nhớ nữa, không bắt cái đầu mình làm việc, và cái miệng mình nó đọc tự nhiên đọc vậy đó. Ok. Đó cũng là một cái cách học. Cách học của chúng ta là làm sao thứ nhất là biết, thứ nhì là hiểu, thứ ba là nhớ. Cái nhớ là cái căn nhất. Cái nhớ đó nó khiến nhờ cái chúng ta làm được thì chúng ta mới nhớ. Thì cái nhớ đó nó sẽ khởi đi từ hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cái miệng của mình. Cái thứ hai là cái bộ nhớ của mình, memory. Nhớ. Bộ nhớ tức là trong óc mình nó có một cái ngăn, nó chứa cái đó. Và cái đó nó làm việc và nó giúp cho chúng ta nhớ được. Ok. Thế thì khi chúng ta hiểu được cái đó rồi thì cái công việc kế tiếp là chúng ta phải đọc cái này. Hầu hết các bạn đọc cái này là các bạn hiểu. Muốn viết nhạc thì người ta dùng cái gì? Nghĩa. Khi người ta viết nhạc người ta dùng cái gì để người ta viết? Trên cái tờ giấy này. Đúng. Người ta dùng 5 dòng kẻ. Đúng không ạ? Người ta phải kẻ những cái dòng như là trên một tờ giấy trắng mà người ta viết cho nó thẳng hàng. Người ta phải kẻ hàng để cái chữ viết của mình nó thẳng, nó không có trèo lên như tụt xuống, phải không ạ? Thì trong âm nhạc nó dùng 5 dòng kẻ này rồi nó định vị. Nó không có viết bằng những chữ A, B, C, D. Thí dụ mình viết 3, B, A, 3, M, A, sắc má, B, A, 3, sắc gì đó. Đọc là ba má, tôi là thế này, thế kia đó, vân vân. Thì nó dùng cái mẫu từ A, B, C nó viết. Nhưng mà khi viết nốt nhạc, nó dùng 5 dòng kẻ này và nó ghi tất cả lên trên 5 dòng kẻ đó. 5 dòng kẻ đó đếm như thế nào? Anh Peter. Đúng rồi, 5 dòng kẻ đếm từ dưới. Và giữa những dòng kẻ gọi là gì? Khe. Giữa những dòng kẻ gọi là khe. Là khe. Chúng ta có 4 khe, phải không ạ? Chúng ta có 5 dòng, 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta giữa đây là chúng ta có những cái khe. Và những nốt nhạc người ta sẽ kẻ lên trên dòng kẻ và những khe đó. Thì trong cái khuôn này đó, chúng ta có 5 cái dòng kẻ này. Thì đếm từ dưới lên trên, dòng kẻ thứ nhất, cái nốt nằm đó là nốt Mi. Tới đó là nốt Son. Kế tới là nốt Si. Kế tới là nốt Re. Kế tới là nốt Fa. Đó 5 dòng kẻ đó. Nha. 5 dòng kẻ đó tức là Mi, Son, Si, Re, Fa. Và 4 khe tức là Fa, La, Do, Mi. Và nếu chúng ta đọc liên tục thì là Mi, Fa, Son, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Tức là từ cái dòng kẻ số 1 cho đến cái dòng kẻ cuối cùng, nó đi từ nốt Mi này cho tới nốt Mi này và cộng thêm một cái nốt nữa là nốt Fa. Tức là 9 nốt. Tức là 5 dòng kẻ và 4 khe.
thì chúng ta có tổng cộng 9 nốt. Và cái việc đầu tiên chúng ta học là phải thuộc tên những cái nốt nhạc nằm trong cái khung văn. Bởi vì không định nó nổi thì do những cái nốt đó không biết làm sao xỉa vào cái chỗ nào của cái đàn. Đúng không ạ? Thành ra những người nào đã học rồi mà chưa thuộc là phải ôn lại. Những người mới thì chắc cũng biết mơ màng ở đó, đây cũng là cơ hội để ôn lại. Thì trong cái trang mà tôi vừa phát cho các bạn nó nói về cái đó. Nhưng mà những cái nốt mà chúng ta viết ở trong cái này đó, bởi vì đây là sách viết theo hệ thống của tiếng Việt, cho nên các bạn dở cái trang kế tiếp các bạn thấy những từ đô re mi fa sol la si. Chứ nếu mà các bạn dở theo cái ông thần này ấy, thì không có đô re mi fa sol la si mà nó chỉ có a b c d thôi, đúng không ạ? Vì thế cho nên tôi phải vận dụng cái tài liệu này để chúng ta làm quen đã, rồi sau đó chúng ta mới kết thân, rồi chúng ta kết thân rồi chúng ta mới cầm tay cầm chân được, đúng không ạ? Chứ mới quen nhau mà chưa đi cầm tay cầm chân là phiền lắm. Ok, thế thì chúng ta có những cái nốt nhạc mà trong cái bài học được phát ra chúng ta, đầu tiên chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái khóa nhạc mà chúng ta sẽ học trong cái bài này của mình, tức là cái khóa này. Nó gọi là khóa sol. Tiếng Mỹ, tiếng Anh nó gọi là chi class. Cái nốt chi đó, A, B, C, D, F, chi đó là nốt sol đó. Thì cái khóa này nó gọi là chi class. Và tiếng Việt thì gọi là khóa sol. Khóa là cái gì? Nó là cái chìa khóa. It is a key. Nhưng mà tiếng Anh nó không gọi là key mà nó gọi là class. Nó gọi là class. Đây nó gọi là lạc lê. Ok. Thế cái khóa này là cái chìa khóa chúng ta dùng để mở. Chúng ta để mở cái cánh cửa mà chúng ta bước vô nhà. Nó dùng để mở những cái nốt nhạc. Thì cái khóa sol này đó, các bạn đã học rồi. Cái vòng tròn này đó, nó khởi đi từ đây nè. Nó vẽ như thế này đó. Theo như lịch sử, trong nhạc sử mà tôi học hồi nhỏ, thì cái khóa sol này nó viết ở trên đây, nó khởi đi từ đây. Nó khởi từ dòng số 2. Dòng sol. Vì vậy cho nên cái nốt mà nằm ở dòng số 2 này mang tên là nốt sol. Nhưng khi tôi đọc cái tài liệu của mình thì nó nói cái khóa sol này đó, nó mở đầu từ đây. Và nó cắt nghĩa rằng cái bụng này, cái vòng tròn đó của cái khóa này đó, nó ôm cái dòng số 2. Vì vậy trên cái nốt trên vòng số 2 này nó gọi là chi nốt. Mỗi nơi cách nghĩa một cách khác do gì đó. Thì tôi cũng nói luôn như vậy để các bạn nghe và hiểu nha. Có thể các bạn nói hồi nãy giờ tôi học đàn mà tôi chưa thấy ông này đàn cái gì, chưa nói gì tròn mới nói break phải không ạ? Cảm ơn anh. Đây là ông trường lớp, ông luôn luôn ông nhắc tôi cái chuyện này.